Em chào cả nhà nhé. Thì đầu video Tâm gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả các bạn, anh chị em và cô bác trên mọi miền đang theo dõi video của Tâm. Thì cả nhà, hôm nay là Tâm đã chọn được một cái điểm sông nè. Đó. Thì cái điểm này Tâm xin phép là không nói ở đâu nha. Tại vì cái video này á là Tâm thả ba con rùa, là hai con rùa là nó dính vào trong bẫy cá. Còn một con á là nó bò lại ngay cái miệng bẫy cá, là nó chuẩn bị nó vô mà nó bự quá, nó không có vô được, thành ra Tâm ẵm nó về luôn. Vì xung quanh đó cả nhà có mấy cái đăng á, thành ra Tâm sẽ để lại mai mốt gì nó cũng dính à. Thôi Tâm ẵm về, giờ Tâm kiếm chỗ khác Tâm thả. Thì Tâm làm YouTube với là về chủ đề săn bắt, nhưng đặc biệt là những cái động vật như rùa đồ á là Tâm không có bắt cả nhà. Đó, như mình thả mình cầu may riêng cho bản thân mình vậy mà. Rồi để Tâm chuyển màn hình về cho cả nhà xem ba chú rùa của Tâm nha. Đây. Thì ở đây trong đây là hai chú rùa vàng nè cả nhà. Đó. Hai con rùa này là hôm bữa nó nằm ở trong cái bãi cá của Tâm á, Tâm đem về luôn. Bữa nay Tâm thả. Này chú. Nằm đây đi. Ở đây đặc biệt đây nè cả nhà. Đó đây. Đây là con rùa khủng. Con rùa nó dữ lắm, nó khò khè ghê lắm cả nhà. Bữa nay thả luôn. Đây. Nó kêu kìa. Hàng khủng. Ghê không? Con này Tâm căng nó 4 kg rưỡi hơn á cả nhà. 4 kg rưỡi hơn, nó bự lắm. Cả nhà nhìn cái con này với con này không có xì nhơi gì hết á. Đây. Đây là rùa 3G, nó có 3 sọc. Hôm nay sẽ cho mấy chú em này về trả về với thiên nhiên lại. Con rùa Tâm bắt này cả nhà. 4 kg hơn 4 kg rưỡi một chút. Nó đâu có chữ gì trên lưng đâu. Thường rùa người ta thả là nó có chữ á. Còn Tâm khắc chữ vẫn được nhưng mà thấy tội nó quá. Với lại không có biết cách khắc á cả nhà. Nó dữ lắm. Nó giấu cái đầu nó rồi. Ở dưới cái mình nó là cái hình vậy này cả nhà. Nó nhọn đây nè. Nó hình nè. Cong rồi nè. Giống như kia cung á. Bự lắm. Ừ. Đó, nó kêu kìa. Giờ thả ông rùa về với thiên nhiên lại nha. Ông rùa. Giờ thả ông về xong lại nha. Chịu không? Chịu không? Kêu ẹt ẹt kìa cả nhà. Cái răng nó kìa. Con này răng bén lắm nè. Rùa nè. Rồi, không tốn nhiều thời gian nữa. Bây giờ trước mắt thả con này trước đi. Thả con này trước nha cả nhà. Đây. Giờ với thiên nhiên lại rồi. Đây là một khúc sông mà Tâm xin phép không nói địa điểm nha. Một chú rồi. Đây một chú nữa. Con này nó khoảng một bàn tay Tâm đó cả nhà. Nè. Bự lắm. Tại vì nói chung con gì Tâm cũng bắt á, nhưng mà đặc biệt á là mấy cái loại như rùa rồi vậy nè, đó là thôi Tâm không bắt đâu. Như mình thả để mình cầu may mắn riêng cho bản thân mình đó cả nhà. Đã ghê. Nhìn đẹp rồi. Cái đầu nó có sọc. Rồi giờ với tự nhiên đi. Đi đi em. Mất tích rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ tới một chú rùa hang khủng.
Nay tôi thả ông đi, cầu may mắn nha, phù hộ tôi bắt cá nhiều nhiều vô. Thả ông về với tự do nha ông Gò. Rồi, đi đi. Sao không đi? Đó đó. Ồ ồ. Bơi lẹ tốc hành luôn. Bơi ào. Bơi mấy cái mất tiêu luôn. Rùa đi. Mang cá tôm lại. Nhiều may mắn nha rùa. Hết rồi, cái này. Cái này là cái túi xong rồi, cái bịch á. Bịch để tâm đựng cho nó đựng cái bò ra. Hết nha. Rồi bây giờ mình về thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem video này. Thì Tâm chỉ muốn thả về tự nhiên, xem như là một cái may mắn cho mình đi. Mình cầu may mắn đi. Thì Tâm cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng Tâm. Thì thôi cho Tâm xin phép đóng video tại đây nha. Thì hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo của YouTube Lãng Tử. Hẹn chào cả nhà.